Chào các bạn đến với kênh Cường Bonsai. Tôi đang đứng trước một cái cây si rất là nổi bật của triển lãm Văn Gia Hưng Yên, cây của anh Nguyên Quân Công. Cây si bám đá. Đặc biệt rất nổi bật đó là cái bộ quả của nó. Cây được trưng bày ở bên phía tay phải, phía mặt ngoài của triển lãm. Lúc rực rỡ nhất mang đi trưng bày triển lãm. Này, các cây nó kề nhau hơi sát cho nên là chụp ảnh hơi khó. Nếu mà cái cây này mà có không gian thoáng thoáng, tôi chụp ảnh thì chắc lên ảnh đẹp lắm.